Hello, bất động sản Biển Xanh xin hân hoan chào đón quý anh chị cùng quý nhà đầu tư. Lời đầu tiên, Biển Xanh xin kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư lời chúc sức khỏe, mỗi ngày luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an nhé. Hiện tại thì Biển Xanh đang có mặt trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, tọa lạc tại mặt tiền đường tỉnh lộ 9, xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách địa phận xã Xuân Thới Sơn của huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là 8 km và cách trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành là 35 km quý anh chị nhé. Và cái vị trí hôm nay Biển Xanh đang đứng thì rất là gần với công viên 7 kỳ quan thế giới. Mình chạy thẳng phía trước thì chính là cái con kênh du lịch sông Trăng, con kênh dài 1,7 km trải dài khắp dự án quý anh chị nhé. Còn phía bên kia thì chính là cái công viên 7 kỳ quan thế giới. Biển Xanh đứng đây là chúng ta nhìn thấy ngay cái công viên 7 kỳ quan thế giới này rồi. Và hôm nay thì Biển Xanh xin được phép chia sẻ, giới thiệu đến quý anh chị, quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô đất có diện tích ngang 4 dài 19 sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng quý anh chị nhé. Và đây chính là cái vị trí của chúng ta ngày hôm nay, là từ cái cây này mình đo ngang sang là 4 và dài sâu xuống phía dưới là 19. Sổ hồng riêng thổ cư 100% và cái lô này nó là hướng tây quý anh chị nhé. Nằm ngay kế bên là công viên 7 kỳ quan thế giới. Như trên màn hình quý anh chị mình thấy, vị trí của lô này vô cùng là đẹp. 4 x 19, pháp lý rất là rõ ràng. Chúng ta mua là chỉ việc đặt cọc và hẹn ngày cùng nhau lên phòng công chứng Đức Hòa là sang tên công chứng ngay. Và cái lô này thì có giá là 890 triệu là bao sang tên công chứng cho mình quý anh chị nhé. 890 triệu chúng ta sở hữu ngay một lô đất kế bên công viên 7 kỳ quan hướng tây, sổ hồng riêng. Lô này khá là rẻ đó quý anh chị, do anh chủ đất đang cần tiền ngộp vốn cho nên muốn bán nhanh để lấy tiền xoay sở công việc kinh doanh của mình. Do đó mà muốn ra cái bất động sản này giá rẻ để thu tiền về đầu tư kinh doanh công việc làm ăn của mình quý anh chị nhé. Anh chủ đang cần tiền cho nên mới bán cái giá khá là rẻ. 890 triệu thôi quý anh chị là chúng ta sở hữu ngay cái lô đất hướng tây này rồi. 4 x 19, nằm ngay kế bên là công viên 7 kỳ quan thế giới. Và xa xa chính là những cái dãy nhà phố đã được người dân người ta mua và ở kín hết rồi. Chính vì thế mà khu vực này cũng rất là đông vui. Và đặc biệt thì cái vị trí của lô này nó lại nằm ngay gần kế bên là công viên 7 kỳ quan thế giới. Xung quanh những cái xung quanh công viên 7 kỳ quan thế giới này thì những cái lô đất 4 x 19, 4 x 20 là không còn giá mềm nữa đâu quý anh chị. Chỉ có một vài chủ đất là cần tiền thì mới chịu hạ giá và bán giá rẻ hơn giá thị trường, giá rẻ hơn những cái block, những lô xung quanh để mà ra nhanh. Chúng ta mua để đầu tư mà gặp được những cái chủ đất họ đang ngộp vốn, đang cần tiền như thế này thì chúng ta sẽ mua được giá rẻ hơn giá thị trường. Và mình mua được giá rẻ hơn giá thị trường thì tức là mình đã mua được, đã lời được ngay lúc mua rồi đó quý anh chị. 4 x 19 hướng tây quý anh chị nhé. Còn bên kia con đường chúng ta chạy thẳng thì sẽ đi xuống được công viên khủng long và quỹ đất để mà xây trường cấp 2 và trường cấp 3. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh thì hãy nhanh tay nhấc máy lên kết bạn Zalo, Viber, Skype hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Cát Tường Phú Sinh, nơi cuộc sống tốt đẹp hơn, nơi đất lành chim đậu. Trong cái khu này thì chúng ta khi mà mua đất, mua nhà về đây để ở thì do cái không khí nó vô cùng là trong lành, trong sạch thì cái sức khỏe của mình nó được cải thiện rất là rõ rệt và cái tuổi trẻ, cái tuổi thọ của chúng ta nó được kéo dài, được nâng lên phải trẻ ra là khoảng 10 tuổi luôn đó quý anh chị. Và mình sống ở trong một cái khu mà nó không ô nhiễm, không ồn ào, không kẹt xe như thế này thì cái tâm trạng của mình nó cũng được thoải mái và thanh thản. Đặc biệt thì trong khu này rất là nhiều các cái công viên cho chúng ta đi bộ, ngắm cảnh và tập thể dục thì sẽ làm cho cái tâm trạng của chúng ta nó trở nên thanh thản. Không có bon chen xô bồ như cuộc sống ở Sài Gòn. Đây là một cái nơi rất là thích hợp để cho chúng ta về đây ở an cư lập nghiệp cũng như đầu tư sinh lời. Và ở cái khu vực Đức Hòa Long An này thì chỉ còn cái dự án Cát Tường Phú Sinh này là quỹ đất còn rộng lớn và
hạ tầng hoàn thiện 100% thôi, pháp lý rõ ràng như thế này. Rất thích hợp để chúng ta vừa cái túi tiền về đây mà mua an cư lập nghiệp, hoặc là mua để dành đó. Sau này chúng ta có tuổi thì chúng ta sẽ về khu vực vùng ven như thế này, mà có cái không khí trong lành, mát mẻ để mà chúng ta nghỉ dưỡng tuổi già, quý anh chị nhé. Con người thì luôn luôn là sinh ra đông đúc, còn đất thì vẫn đứng yên một chỗ. Ai cắm cỏ trước thì chắc chắn rằng trong tương lai sẽ được các nhà đầu tư khác trả giá cao hơn để chúng ta thu về lợi nhuận. Bởi vì con người thì luôn sinh ra, còn đất thì không hề sinh ra nữa. Một khi mà người ta mua và người ta xây nhà lên rồi thì cái vị trí đất đó cũng không có còn. Chúng ta cũng muốn mua lại cái vị trí đó thì người ta cũng đâu có bán, bởi vì người ta đã xây nhà lên rồi. Chính vì thế mà khi mà chúng ta có trong tay một khoản tiền thì mình nên có cái ý định là đầu tư bất động sản, hoặc là chúng ta mua để dành đó. Theo thời gian thì giá trị của bất động sản là nó luôn luôn tăng giá, nó không hề mất giá, chống lại cái sự trượt giá của đồng tiền. Chúng ta đầu tư vào vàng hay là cổ phiếu, trái phiếu thì chúng ta vẫn còn là khá là thấp thỏm, mất ăn mất ngủ, cứ như là huyết áp lúc tăng lúc giảm vậy quý anh chị. Chỉ có đầu tư vào bất động sản là có cái khả năng sinh lời cao, và theo thời gian về lâu về dài thì cái giá trị của bất động sản nó lại càng ngày càng tăng. Chúng ta cứ để đó một khoảng thời gian sau thì sẽ thu về một khoản lợi nhuận và chống lại được cái sự trượt giá mất giá của đồng tiền ở cái thời buổi hiện nay quý anh chị nhé. Chúng ta gửi ngân hàng thì cũng khá là cũng rủi ro, chứ không phải là không có rủi ro quý anh chị. Bởi vì hiện nay thì ngân hàng đã được phép là phá sản. Chính vì thế mà cũng mang lại cho chúng ta một cái rủi ro nó khá là lớn. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh thì hãy nhấc máy lên kết bạn Zalo, hoặc là gọi cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị để mình sở hữu ngay cái lô đất 4x19 hướng Tây gần công viên 7 kỳ quan thế giới này, để mà an cư lập nghiệp cũng đầu như là đầu tư sinh lời quý anh chị nhé. Một lần nữa Biển Xanh xin kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, và đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin được phép tạm dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư ở những clip tiếp theo nhé.